Sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 19 đến ngày 20 tháng 11, hàng ngàn nhà dân ở các khu vực 2, 3, 4, 5 thuộc phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định chìm trong biển nước. Nhiều khu vực nước ngập từ 1 đến gần 2 mét. Trưa ngày 20 tháng 11, ông Đỗ Chí Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Gành Ráng cho biết đang huy động yêu cầu sự chi viện hỗ trợ từ các lực lượng công an, biên phòng, quân đội cùng với lực lượng tại chỗ để triển khai công tác tiếp cận hỗ trợ người dân ở các vùng ngập sâu. Theo ghi nhận, khoảng 11 giờ cùng ngày, tại đường Hàng Mặc Tử, nước chảy xiết khiến một người dân dắt xe máy bị nước lũ cuốn trôi cả người lẫn xe hàng chục mét. Người dân phát hiện đã giăng dây thừng hỗ trợ người đàn ông này vào khu vực an toàn, còn xe máy bị cuốn trôi hư hỏng nặng. Khoảng 30 phút sau, một người đàn ông khác đang dắt xe máy qua điểm ngập nước ở đường Hàng Mặc Tử cũng bị nước lũ cuốn trôi và được người dân giải cứu. Nhiều người dân phường Gành Ráng phản ánh tình trạng ngập lụt nặng ở phường Gành Ráng liên tục xảy ra trong 3 năm trở lại đây, nhưng chính quyền chưa có giải pháp hữu hiệu. Theo phản ánh của người dân, do hệ thống thoát nước của thành phố quá nhỏ, nhiều đường cống quá tải, bị chẹt. Trong khi đó, nhiều khu khách sạn, resort mọc chắn bờ biển, khiến nước mưa tù đọng dẫn đến cứ mưa là ngập nặng.